chấn động về tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, Nam Mạng, bước sang năm Giáp Thìn 2024, thoát khỏi tai ương, vượt qua vận hạn, trúng số liên tiếp, đổi đời giàu sang, tiền vàng nhét chật két nếu như nắm bắt được ba cơ mệnh này. Mới đây nhất, khi xem đá số tử vi của 12 con giáp trong năm Giáp Thìn 2024, bất ngờ các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã tiết lộ rằng quý đinh chủ tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, Nam Mạng là một trong những con giáp được thần Phật che chở mà thoát khỏi vận hạn, tránh được tai ương, cực kỳ là may mắn trong năm 2024 tới đây. Thần Phật tương tình, cát tinh cao chiếu mà anh nên làm ra, vận số cực may, cực đỏ, mưu cầu như ý, sở cầu như nguyện, muốn tiền có tiền, muốn danh có danh, tài sản không ngừng, tăng lên như vũ bão, trả sạch nợ nần, đổi vận giàu sang. Vậy vận trình cụ thể của quý đinh chủ tuổi Bính Thìn Nam Mạng diễn ra trong năm Giáp Thìn 2024 tới đây như thế nào? Làm sao để đốn cát xua hung, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, sức khỏe như thần, ba cơ hội vàng trong năm giúp cho bản mệnh đổi đời đó là gì? Thì ngay sau đây xin mời quý đinh chủ tuổi Bính Thìn cùng theo dõi nội dung chi tiết nhé. Bính Thìn Nam Mạng bước sang năm Giáp Thìn 2024, được thần Phật che chở, vượt đại hạn năm tuổi 49, ung dung hưởng phúc lớn, bùng nổ tài lộc nếu như nắm được cơ mệnh này. Đặc trưng tính cách tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, Nam Mạng. Bính Thìn thường gọi là Thiên Thượng Chi Long, tức rồng trên trời, cung chấn, trực kiên, mạng xa trung thổ, đất pha cát, khắc dương liễu mộc, con nhà huỳnh đế, phú quý, xương con rồng, tướng tinh con chuột, bà chúa ngọc độ mạng. Thiên can, bính, tương hợp, tân, tương hình, canh, nhâm, địa chi, thìn, tam hợp, thân tí thìn, tứ hành xung, thìn tuất sửu mùi. Theo thuyết Phật giáo, trong cuộc đời Bính Thìn nam mệnh, được Phổ Hiền Bồ Tát bảo hộ, Long Thù Bồ Tát ban trí tuệ, Dược Sư Như Lai ban phúc và Tỳ Sa Môn ban thọ. Những người tuổi Bính Thìn có số quan chức, học hành đỗ đạt cao, đa phần Bính Thìn nam mệnh, tính nóng như lửa, song lại đâu vào đấy. Con người bộc trực, lời nói thẳng ngay, bốc chát, cương cường, nôn nóng, họ là người thích hoạt động nên sống xa quê sẽ tốt hơn. Người tuổi này được hưởng thừa kế ông bà, cha mẹ, về sau trung niên mới giàu có, tuổi trẻ thường phải chịu nhiều vất vả. Nhưng về hậu vận sẽ được hưởng lộc bề trên, nếu ăn ở có phước đức, cuộc sống có thể đủ cả vinh hoa phú quý. Bính Thìn với ngũ hành nạp âm thuộc thổ, do thiên can bính, ngũ hành hỏa, ghép với địa chi thìn, thuộc ngũ hành thổ, ta có hỏa sinh nhập thổ. Nên thiên can sinh cho địa chi, ngũ hành nạp âm và cả thiên can lẫn địa chi đều tương hợp, vậy nên Bính Thìn thuộc lứa tuổi có căn bản vững chắc, thực lực hơn người, gặp nhiều may mắn, ít bị trở ngại trên đường đời, từ tiên vận đến hậu vận, dù trong năm xung tháng hạn có gặp khó khăn trở ngại, cũng dễ gặp quý nhân giúp sức để vượt qua. Nếu ngày sinh có hàng can mậu, kỷ, sinh giờ sửu, mùi còn được hưởng phúc lớn của dòng họ, Bính Thìn có văn xương chiếu mạng, là người học nhiều hiểu rộng, có thể tạo được sự nghiệp to lớn. Tuổi mạng đều thuộc thổ, nên được cách lưỡng thổ thành sơn, tương lai sẽ có nhà cửa, đất điền to lớn, nếu ăn ở có phước đức, cuộc sống có thể đủ cả vinh hoa phú quý. Với thiên can mang chữ bính, có các sao thiên đồng, thiên cơ, văn xương, tam hóa, niên châu, là người thường gặp nhiều may mắn nhờ vào âm đức và phước đức hiện đời. Người tuổi Bính Thìn muốn được đắc tài, đắc lộc thì nên làm các việc có tính lưu động hơn làm các ngành nghề cố định. Bính Thìn có đầy đủ hai tính chất của thiên can bính, là cương trực, thanh cao, phát huy mọi sở trường khi đắc thế, có tài nhưng thiếu đất để dụng võ, ít gặp thời, và tính chất của địa chi thìn đó là tự tin xen lẫn đa nghi, nên thường có mâu thuẫn nội tại, phán đoán công việc rất hay, nặng phần lý thuyết, nhưng khi bắt tay vào việc, thường hay do dự, nên đôi khi bỏ lỡ nhiều cơ hội, gặp thời biến hóa như rồng, biết thu mình khi chưa gặp vận, sinh vào mùa hạ, là thuận mùa sinh. Bính Thìn được thừa hưởng những đặc tính của loài rồng là sự thông minh, hoạt bát, ngay thẳng và cứng rắn, họ luôn ngập tràn sức mạnh và năng lượng, là biểu tượng của sự giàu có, quyền lực và hơi kiêu ngạo. Họ là những người thông minh, sắc sảo, có tài ăn nói và có giác quan nhạy bén, nên rất dễ thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Tuy nhiên, người tuổi Bính Thìn thường là những người có phần hơi phiến diện, võ đoán, đòi hỏi cao, kiêu ngạo và thẳng thắn. Họ kiên trì bền bỉ, là chỗ dựa vững chắc cho người khác và không thích ngồi lê đôi mách giả tạo, đạo đức giả. Người Bính Thìn nam mệnh có tính cách thay đổi khá nhanh, họ là những người say mê quyền lực, khá ngông cuồng và kiêu ngạo,
Tuy nhiên những người này gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Tuy nhiên ngông cuồng kiêu ngạo, nhưng họ lại sở hữu một tính cách vị tha, khoan dung, lúc nào họ cũng tràn đầy sinh lực. Đối với họ thì một cuộc sống đa sắc màu, rực rỡ mới là một cuộc sống đáng để hưởng thụ. Người tuổi này cũng có những tính xấu, đó là hay muốn gây sự chú ý, thích coi mình là trung tâm, đòi hỏi vô độ từ những người khác mà không cần lý lẽ và có những suy nghĩ khá lạ đời. Nhìn chung, người tuổi Bính Thìn nam mệnh có một cuộc đời khá hoàn hảo về đường công danh, sự nghiệp cũng như tình duyên. Những người này được hưởng một cuộc sống có phần dư giả, cả cuộc đời họ sẽ sống mà không cần lo về vấn đề cơm ăn áo mặc, hạnh phúc vun đầy. Tuy nhiên, họ sẽ là những người khổ tâm, luôn nghĩ cho người khác. Cuộc đời của người tuổi này rất đáng để được người khác ngưỡng mộ và mơ ước. Tuy không phải cuộc sống cao sang quyền quý gì, nhưng cũng đủ để sống thoải mái cả đời. Những người này sở hữu phúc đức lớn lên từ cơ nghiệp, được hưởng khá lâu bền. Tóm lại, cuộc đời Bính Thìn nam mệnh sẽ có rất nhiều cơ hội tốt để phát triển cơ ngơi sự nghiệp và thành danh, những thành công rõ nét và chắc chắn nhất giúp bạn đứng trên đỉnh cao của vinh quang thường xuất hiện vào thời điểm khi bạn bước vào tuổi trung niên. Mặc dù trước đó có rất nhiều cơ hội đến với bạn, tuy nhiên công danh sự nghiệp cũng không lên cao lắm, mà chỉ dừng lại ở mức độ bình thường, nhưng cũng đủ cho bạn có thể sống một cuộc đời dư giả, vui vẻ mà không lo nghĩ gì về tiền bạc cả. Xét tổng quan tử vi nam mạng, tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, trong năm 2024. Những người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, khi bước sang năm 2024, sẽ phải đương đầu với năm tuổi của bản mệnh và lâm vào cục diện thái tuế, cho nên vận trình của những người tuổi Thìn nói chung sẽ gặp phải những điều bất ổn và khó khăn. Những người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 cũng sẽ không ngoại lệ. Năm 2024, Bính Thìn sẽ khó có được cảm giác thảnh thơi đúng nghĩa. Tuy nhiên, khác với các tuổi Thìn khác, thì tuổi Bính Thìn có bố cục thiên địa bình hòa, ngũ hành lại tương sinh, cho nên năm 2024 sẽ giảm đi nhiều khó khăn và gia tăng may mắn cho tuổi Bính Thìn. Dù phạm phải năm tuổi và thái tuế, nhưng người tuổi Bính Thìn làm gì cũng có quý nhân che chở, sự nghiệp có thêm cơ hội thăng tiến. Dù vậy, Bính Thìn cũng nên lưu ý, năm 2024 cũng không nên quá háo thắng trong làm ăn, tránh tham gia vào các lĩnh vực có tính chất mạo hiểm, muốn làm giàu nhanh chóng. Như chúng ta biết, cuối năm 2023 và đầu năm 2024 tới đây, những người tham gia vào đầu tư cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản hoặc gửi lãi ngân hàng quả thật sẽ mang cho mình đầy nỗi bất an, lo lắng, chưa biết là có kiếm được nhiều tiền hay không, nhưng ngày đêm lo lắng. Cộng dồn với đó là các khoản phí bảo hiểm gói vay và lãi suất vẫn tăng dài, đó cũng là gánh nặng cho tất cả các con giáp. Năm 2024, Bính Thìn phạm phải năm tuổi, cùng với đó là năm đại hạn lớn nhất trong vận trình của đời người, nên Bính Thìn cần lưu tâm nhiều hơn về phương diện tài chính và sức khỏe. Sau đây, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu sâu hơn về đại hạn 49 tuổi có gì nguy hiểm. Chẳng vô cớ mà ông bà ta xưa lại có câu 49 chưa qua 53 đã tới hay 49 bước qua 53 bước lại. Ở giai đoạn này tin chắc là 10 người thì hết 9 người cảm thấy ớn lạnh vì sẽ không ít những sự kiện lớn đầy thách thức được xảy ra. Nói chính xác là giai đoạn khổ nạn, thất bại, mất mát tài sản, ly tán, chia xa, phá sản, điều gì cũng có thể xảy ra. Vậy thì tại sao ông bà ta lại có câu 49 chưa qua, 53 đã tới? Ở giai đoạn đạn này điều gì làm nên những vận hạn xấu? Tại sao nó xấu? Xấu tại vì đâu? Theo quan niệm dân gian thì mỗi người đều phải trải qua tuổi hạn nhất định. Nhiều người vẫn tin rằng thông thường vào năm hạn sẽ gặp những chuyện không hay, thậm chí là mất mạng. Trong thực tế thì bất cứ thời gian nào trong cuộc đời đều có thể gặp vận hạn xấu, nhưng xem tử vi 2 tuổi, 49, 53 là tuổi hạn nặng nhất trong đời người. Trong dân gian có nhiều cách giải thích vì sao tuổi 49, 53 chúng ta gặp rủi ro nhiều hơn 49 tuổi. Tương ứng với nam gặp sao Thái Bạch, 53 tuổi, nam gặp sao Thái Âm, mà Thái là quá, Bạch là trắng, chủ về tang chế, tai nạn xương cốt. Âm là tối, đen, nước, hiểm trở, chủ về ốm đau, bệnh tật, nhẹ thì phải điều trị liên quan tới giao kéo, nặng thì có thể khó qua khỏi. Ngoài ra, 49 tuổi, đàn ông gặp hạn toán tận, đàn bà gặp hạn huỳnh tuyền, 53 tuổi, đàn ông gặp hạn diêm vương, đàn bà gặp hạn thiên la, đây cũng là đều được coi những hạn nặng nề với một đời người. Vậy nên mới nói, hạn 49, 53 thường gặp hạn về tang chế, về sức khỏe, về bệnh tật hoặc may mắn hơn chỉ ảnh hưởng về phần kinh tế.
Từ tuổi 49, 53 trở đi, cả nam giới và nữ giới tuổi này đều không được khỏe vì khả năng ăn uống kém dần, không đảm bảo dinh dưỡng nên sinh ra nhiều bệnh tật. Riêng đối với nam giới cũng dễ mắc bệnh thông thường như cảm cúm, viêm họng, viêm phế quản hay thậm chí bộc lộ nhiều bệnh tật như tiểu đường, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, thoái hóa khớp. Nhiều bệnh tật do tuổi trẻ không chăm sóc, giữ gìn sức khỏe cũng là điều dễ hiểu và do đó nguy cơ thiệt mạng khi ở độ tuổi ở bên kia sườn dốc là rất dễ xảy ra. Vì thế, ta cần biết và tin điều này để từ trẻ nên hiểu rõ tình hình về giai đoạn quan trọng này, sớm tìm cách cải thiện, củng cố cho sức khỏe. Trước khi bước vào tuổi 49, khi làm được điều đó thì trong tương lai sức khỏe của chúng ta mới được đảm bảo, giai đoạn 49, 53 không có gì đáng sợ nữa. Người ta thường nói, qua giai đoạn này mà không gặp bệnh gì quá nặng thì cơ hội chúng ta sống thọ tới 100 tuổi là hoàn toàn có thể xảy ra. Do vậy, ta chỉ cần chú ý tốt hơn về sức khỏe cũng như lao động, cân bằng cuộc sống, tâm lý. Nếu làm được như vậy thì năm đại 49 hay 53 cũng không có gì phải đáng lo ngại. Đầu tiên, xem tử vi 2024 của nam mạng tuổi Bính Thìn theo can chi ngũ hành. Xét về thiên can, Bính gặp Giáp Bình Hòa, 2024 là năm có cát hung đan xen, bản mệnh tự lo làm ăn, ít có được sự trợ giúp từ người khác. Xét về địa chi, tuổi Bính Thìn bước vào năm tuổi, vận khí hung tốt xấu đan xen, sự nghiệp dễ có cơ hội thăng quan tiến chức, nhưng đồng thời cũng dễ bị tiểu nhân ganh ghét dòm ngó, tiền bạc có điểm sáng nhất định nếu không quá tham lam. Xét về ngũ hành, bản mệnh được lưu niên tương sinh, vận khí vượng, công việc có đầu có cuối, tiền bạc thu về không ít. Tiểu kết, bước sang năm 2024, nam mạng Bính Thìn được nhận xét là có tốt, có xấu, hung cát đan xen, chưa thực sự ổn định, bản mệnh có cơ hội phát triển, song vẫn cần đề phòng tiểu nhân càn quấy, giở trò thị phi, tiền bạc có phần tăng tiến hơn, nhưng vẫn phải nỗ lực nhiều mới được như ý nguyện. Thứ hai, xem tử vi Bính Thìn, sinh năm 1976, nam mạng, theo sao hạn. Sao Thái Bạch chiếu mạng, tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, nam mạng, trong số 9 ngôi sao, hay còn gọi là cửu diệu niên hạn, thì Thái Bạch, hay còn gọi là Kim Tinh, là một hung tinh, được cho là xấu nhất trong các sao xấu. Trong năm hạn, người bị sao Thái Bạch chiếu mạng trong năm, sẽ hao tốn tiền của, ốm đau, công việc làm ăn lận đận, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả tính mạng. Người ăn ở mất âm đức, khi gặp sao Thái Bạch, còn bị họa lớn hơn bởi Kim Tinh, là hung tinh chủ về hung vận, Kim Tinh còn được gọi là chiều dương tinh. Ánh trăng bị che mờ thì mưu sự khó thành, quý nhân kiến hỉ, thêm nhân khẩu, hôn nhân cưới gả đều có hạn, sử dụng tiền tài cần chú ý tiểu nhân. Người gặp sao Thái Bạch ví như ánh trăng xuyên qua đám mây vậy, nghĩa là vận trình rất tốt nhưng hay ưu phiền vì bị mây mù che phủ. Ngay cả ánh trăng cũng bị che mờ nên cuộc sống u tối, thường xuyên gặp trở ngại, không phát huy được hết năng lực của bản thân. Trong khi đó, người này lại có xu hướng khép kín nên mọi người xung quanh thấy khó lại gần. Nếu bản mệnh vượt qua được những rào cản trên thì vận trình thăng tiến rất nhanh. Gặp việc gì cũng cần lưu tâm, chú ý cẩn trọng với việc cho vay tiền vì dễ phát sinh cãi vã. Khi cần xử lý những việc này thì phải thật khiêm tốn, nhún nhường sẽ có lợi hơn. Trong dân gian đến nay vẫn còn lưu truyền một bài thơ về sao Thái Bạch như sau. Thái Bạch sao ấy khốn cùng, làm ăn thua lỗ tứ tung thở dài, tháng năm là tháng ách tai, gia đình xáo trộn trong ngoài bất an, bi ai tang khó hao tiền. Không tai cũng bệnh trong năm khỏi nào, có người cũng nhẹ không sao, có người bị vướng tù lao giam cầm, cũng nên tích thước thiện tâm, quý nhân phù trợ ai đau được mình. Thái Bạch là hung tinh chủ hao tổn tiền bạc, có câu, Thái Bạch quét sạch cửa nhà, công việc kinh doanh có tiểu nhân quấy phá, mất tiền mất của, có thể trắng tay, đề phòng quan sự, xấu nhất là tháng 2, tháng 5, tháng 8 âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm. Muốn giải hạn giúp vận trình thăng tiến nhanh thì Bính Thìn gặp việc gì cũng cần lưu tâm, chú ý cẩn trọng với việc cho vay tiền. Vì dễ phát sinh cãi vã, khi cần xử lý những việc này thì phải thật khiêm tốn nhún nhường sẽ có lợi hơn. Thứ ba, xem tử vi nam mệnh tuổi Bính Thìn theo niên hạn là toán tận. Những thầy tử vi phong thủy xưa đã nói rằng hạn toán tận nặng đến thình lình, đàn ông rất kỵ bỏ mình nhiều khi. Câu nói này đã cho chúng ta biết rằng hạn này rất khó nắm bắt, vậy nên phải luôn cẩn thận, đề phòng trước mọi việc ở trước mắt cũng như mọi kế hoạch của mình. Như vậy, hạn toán tận rất kỵ đối với nam giới, những tai nạn xảy ra thường là dạng tai nạn đột ngột, bất khả kháng và cũng khó đề phòng ứng phó. Nếu những người phúc đức kém, vận số xấu, có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Những dạng tai nạn đột ngột này có thể kể đến như tai nạn giao thông, tai nạn sông nước, tai nạn lao động, máy móc, thương tích do ẩu đả hay bệnh huyết áp cao, tai biến, đột quỵ. Gặp hạn toán tận tốt hay xấu? Theo những tài liệu rất đáng tin cậy về hạn toán tận thì hạn này được ghi chép như sau. Hạn toán tận thường bị hao tốn tài sản lớn, có thể bị cảm mạo, trúng gió, bị cướp giật, gặp tai nạn bất ngờ như tai nạn giao thông, lao động hoặc ẩu đả, thương tích, kẻ xấu hãm hại. Căn cứ vào tính chất của hạn này, ta có thể đánh giá hạn này là một hạn lớn, thiệt hại tính mạng về tài sản, tiền bạc, sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tai nạn bất ngờ có thể xảy ra so với những hạn khác thường chỉ hao tốn tiền hoặc có hạn chỉ bị bệnh nhẹ mà thôi. Tức là khi gặp hạn toán tận, gia chủ sẽ mất tiền bạc, tài sản mà không dự tính trước được. Sự mất mát này xảy ra trong hai trường hợp, một là đánh cắp, hai là hồn hạp làm ăn thua lỗ. Nói cách khác là khi di chuyển bên ngoài, dễ gặp phải kẻ cướp, nhẹ thì mất hết tài sản tiền bạc, nặng thì đe dọa đến tính mạng cái chết. Song đó khi hồn hạp làm ăn chung với người khác, tai nạn bất ngờ ập đến, khiến công việc làm ăn thất bại, tài chính kinh tế đầu tư thua lỗ trắng tay. Đặc biệt là hạn nam mạng, nặng hơn nữ mạng, các hạn cụ thể có thể gặp phải khi bị hạn toán tận, khi gia chủ di chuyển trên đường, dễ xảy ra tình trạng cướp giật tài sản, nhẹ thì mất mát tiền của tài sản, nặng thì nguy hiểm đe dọa đến tính mạng, cái chết. Khi hồn hạp làm ăn hoặc khai thác lâm sản, gặp phải tai nạn bất ngờ, khiến công việc làm ăn trở nên khó khăn, tiền của đầu tư ban đầu mất trắng, thua lỗ tán ra bại sản. Gặp hạn này, quý anh tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, thay vì bận tâm đến tuổi hạn, thì nên chú ý xây dựng các mối quan hệ, dĩ hòa vi quý với mọi người xung quanh, suy nghĩ tích cực, lạc quan. Về vấn đề sức khỏe, cũng cần quan tâm hơn, ăn uống đủ dinh dưỡng, nghỉ ngơi điều độ, thường xuyên tập thể dục thể thao để có một sức khỏe tốt. Ngoài ra, những người tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, nên tu nhân, tích đức, trau dồi đạo đức, phẩm hạnh, làm nhiều việc thiện, nếu có điều kiện nên ủng hộ quyên góp, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, siêng năng, chu đáo làm việc, trong việc lễ bái tổ tiên, đi đền chùa lễ Phật, cầu bình an, khỏe mạnh. Thứ tư, vận niên năm 2024, tuổi Bính Thìn, nam mạng. Năm 2024, tuổi Bính Thìn nam mệnh gặp vận niên Ngưu Hồi Sơn. Ngưu Hồi Sơn nghĩa là châu về núi. Ở núi tuy không có cỏ để ăn, nhưng vẫn có lá cây non và xa loài người thì tấm thân đỡ khó khăn vất vả. Trong năm nay, bản mệnh nên cẩn thận trong việc làm ăn, chắc như đinh, có lợi thì mới nên làm. Bản mệnh trong năm có nhiều thời cơ tốt cho kinh doanh thương mại, cầu quan lộc, được chức to, nhỏ xuất hành đi xa tạm tốt. Tuy nhiên, bản mệnh cần đề phòng ốm đau, tai nạn thương tâm, tình cảm riêng tư của bản mệnh có chút trộn lẫn, cả hai nên tin cậy lẫn nhau. Ngoài ra, nhiều người có tin vui song hỉ thêm người. Thứ năm, xem vận hạn năm 2024, tuổi Bính Thìn, nam mạng, theo tuổi âm. Tam tai năm 2024. Năm cuối tam tai là một năm để hồi phục và trở mình mạnh mẽ trên đường công danh, sự nghiệp và tài lộc của bản mệnh. Năm nay tài lộc bắt đầu trở lại, Bính Thìn sẽ có cơ hội thăng tiến, gặp nhiều may mắn hơn. Những lưu ý trong năm này, bạn không nên kết thúc công việc quan trọng nào nhé. Kim Lâu năm 2024. Tuổi Bính Thìn không phạm Kim Lâu, nếu muốn tiến hành xây dựng hay mua bán nhà cửa đều được. Hoang Ốc năm 2024. Tuổi Bính Thìn không phạm Hoang Ốc khi tiến hành làm nhà trong năm nay. Tiểu kết, nam mạng Bính Thìn bước sang năm tam tai thứ ba là năm của sự hồi phục, lại không phạm Kim Lâu, Hoang Ốc nào trong năm 2024 nên có thể yên tâm đứng ra lo liệu việc lớn trong nhà. Đánh giá chung về tử vi năm 2024, tuổi Bính Thìn, nam mạng. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, nam mệnh tuổi Bính Thìn 49 tuổi âm lịch, được xét đoán trên nhiều yếu tố về ngũ hành bản mệnh, thiên can, địa chi, sao chiếu mệnh, vận niên Ngưu Hồi Sơn cho thấy đây là một năm tương đối tốt đẹp, tuy là năm hạn tuổi, nhưng có ngũ hành bản mệnh tương sinh với mệnh năm, tứ trụ thiên hòa địa hợp, vận trình tài lộc năm nay no đủ, hạnh phúc, cầu được ước thấy, sự nghiệp thăng tiến. Sau đây là những dự báo hung cát trong vận trình xuyên suốt năm 2024 của tuổi Bính Thìn, nam mệnh trên các phương diện khác nhau, cụ thể như sau. Về mặt sự nghiệp, năm 2024 là một năm bình ổn với Bính Thìn, nhờ có thiên quan trợ lực, công việc dù tăng về khối lượng và áp lực, nhưng cũng đồng thời tăng về chất lượng và hưởng thụ tinh thần. Đương số tập trung phát triển bản thân,
tham vọng mạnh mẽ hơn, nguồn động lực dồi dào, hễ đặt mục tiêu là sẽ đạt được theo ý muốn. Với những người làm công ăn lương, công việc khá thuận lợi suôn sẻ và không có nhiều biến động. Tuy nhiên, người tuổi Bính Thìn cần biết chấp thời cơ, với sự hỗ trợ của hai cát thần để khẳng định năng lực vị thế của mình trong công việc, từ đó tiền bạc và tài lộc cũng có xu hướng tăng. Đặc biệt, tuổi Bính Thìn nhận được sự hỗ trợ của quý nhân, lúc gặp khó, sẽ có người tương trợ, không lo một mình gánh vác mọi việc. Với người kinh doanh, buôn bán hay đầu tư nên thận trọng trong hợp tác làm ăn, dù được quý nhân giúp sức nhưng vẫn có điểm báo. Tiểu nhân rình rập phá hoại, khởi nghiệp cũng chỉ nên bắt đầu với số vốn nhỏ, tránh phô trương, kẻo hao tốn tiền của. Tuy nhiên trong năm, sẽ gặp phải một vài điểm có trợ lực mạnh mẽ, tất cả là do ảnh hưởng của thái tuế và hạn tam tai. Áp lực là điều khó tránh, khó khăn trong công việc, tư tưởng bế tắc, hành sự thiếu sự quan sát tổng quan. Hơn nữa, cái tôi của con giáp này có xu hướng bành trướng thái quá, hủy hoại không ít mối quan hệ xã giao, tự chốc rắc rối cho mình. Lời khuyên dành cho Bính Thìn là lúc nào cũng phải cân bằng trạng thái tâm lý, tránh manh động, kẻo việc gì cũng hỏng. Mưu sự trong năm tuổi phải tính toán thận trọng, việc không chắc thì không làm, nhất là đừng a dua theo người khác. Hành sự nhất định phải cẩn thận, đề cao tinh thần cảnh giác trong mọi tình huống, Bính Thìn nam mệnh nhé. Về mặt tài lộc, Bính Thìn được thiên tài hỗ trợ mạnh mẽ về phương diện tài chính, thu hút thêm thu nhập ngoài luồng từ kinh doanh buôn bán hay đầu tư. Tài chính trong năm nên chú trọng cân đối thu chi, chi tiêu hợp lý thì không có gì phải lo lắng. Kinh doanh buôn bán nên quan sát biến động của thị trường để kịp thời điều chỉnh. Có lộc về bất động sản, có thể hướng về phương diện này để tăng thêm thu nhập, tuy nhiên không nên bất chấp tất cả. Đặc biệt, vào những thời điểm vận khí xuống, có nhiều hung tinh gây hại như thiên cầu hoặc tang môn, tuổi Bính Thìn dễ suy nghĩ tiêu cực, hành xử thiếu suy nghĩ hoặc xuất hiện thế lực ngầm cản trở, họa từ đó mà ra. Bởi vậy, dù vận khí đang trên đà ổn định, mọi thứ tưởng chừng như vào cuồng quay, nhưng đương số đừng vì thế mà chủ quan khinh suất hoặc kiêu căng ngạo mạn, kẻo hối không kịp. Về phương diện tình duyên gia đạo, trong năm 2024, gia đạo không xảy ra xung đột nào quá nghiêm trọng, nhưng vẫn không thể tránh những cãi vã. Lông gà vỏ tỏi thường ngày, bạn nên giữ thái độ ôn hòa, bao dung hơn để tránh chuyện bé xé ra to, ảnh hưởng hòa khí gia đình. Trong năm 2024 này, nếu có thời gian rảnh, đôi bên có thể tìm cách hâm nóng tình cảm, hãy lên những chuyến đi du lịch dã ngoại cùng nhau để tạo thêm những ký ức đẹp đẽ cho nhau. Đó chính là chất keo gắn kết mối quan hệ hai người thêm bền chặt. Nếu đang sống độc thân, bạn cũng có thể đón một vài cơ hội tìm được hạnh phúc cho riêng mình trong năm nay. Có thêm người chia sẻ và trò chuyện sẽ giúp bạn tìm được niềm vui cuộc sống nên mở lòng hơn. Về mặt sức khỏe, vấn đề duy nhất mà con giáp này cần quan tâm là việc chăm sóc sức khỏe. Sức khỏe Bính Thìn nữ mệnh trong năm 2024 có phần giảm sút, dễ gặp hung hiểm bất ngờ. Ốm đau bệnh tật khó tránh, bạn nên đề phòng thương tật, tay chân, tai nạn xe cộ bất ngờ, đặc biệt coi chừng những tổn do kim loại gây ra, ví dụ như dao kéo, vật nhọn, thanh sắt, kính vỡ. Ngoài ra, bạn cũng nên kiểm soát cảm xúc, tránh các tình huống va chạm cãi vã, kẻo xảy ra xô xát dẫn tới họa huyết quang trong mọi tình huống. Con giáp này không nên quá kích động hay ương bướng, bạn nên tỉnh táo và suy nghĩ nhiều hơn, đồng thời lắng nghe ý kiến từ bạn bè. Nam mệnh chú ý các vấn đề về tim mạch và khí huyết, tránh căng thẳng thần kinh, dễ làm bản mệnh đau đầu, mất ngủ, hung tinh thiên khốc, còn ám chỉ có tang chế trong nhà. Tuổi Bính thì nam mệnh nên quan tâm nhiều hơn tới người nhà, thường xuyên đưa đi kiểm tra thân thể hoặc kịp thời phát hiện bệnh tật, nhất là người lớn tuổi quý anh chị nhé. Hóa giải vận hạn theo phong thủy năm 2024 dành cho nam mệnh Bính Thìn, sinh năm 1976. Cụ thể cách hóa giải sao Thái Bạch bằng phong thủy như sau. Hạn chế dùng đồ trắng, vì sao Thái Bạch thuộc hành kim nên trong năm đương số tránh mặc hay dùng những đồ màu trắng là tốt nhất, màu sắc nên thường xuyên sử dụng hoặc tiếp xúc gồm đen hoặc xanh dương. Đồ phong thủy. Có thể dùng những đồ trang sức phong thủy hay vật phẩm phong thủy làm bằng đá thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sapphire sẽ giúp mệnh chủ hóa sát cầu an. Việc dùng người. Dùng người nên thận trọng, chớ tin người thái quá, kẻo bị lợi dụng hoặc lừa gạt tiền mất tật mang. Tích cực làm việc thiện. Có quan niệm cho rằng nếu không muốn bị quét sạch cửa nhà, mệnh chủ nên lấy tiền của đi để quyên góp, giúp đỡ người nghèo khổ,
làm việc tốt, thường xuyên phóng sinh, dần già tai ương sẽ biến mất. Cách hóa giải hạn toán tận năm 2024 giúp Bính Thìn xóa bỏ tai ương, đón lành tránh dữ. Thứ nhất, tuyệt đối không mang nhiều tiền bạc, của cải khi đi đường, dù cho là đi làm ăn, đi chơi, đi du lịch hay bất cứ đâu. Như vậy không những tránh được hạn cướp bóc, giảm hao tài mà còn không bị nguy hiểm tới sức khỏe cũng như tính mạng của mình mà mọi người trong gia đình. Thứ hai, trong làm ăn thì tuyệt đối không thực hiện những việc liên quan đến lâm sản, tốt nhất là không nên chung vốn làm ăn, kẻo sẽ bị tai nạn, cũng sẽ bị tiêu hao tiền bạc, sức khỏe. Thứ ba, luôn luôn cẩn trọng trước mọi việc, vì năm nay sẽ có tai họa ập đến bất ngờ, không nên xem thường bất cứ nguy cơ nào cả. Thứ tư, không uống rượu bia khi tham gia giao thông hoặc làm các công việc liên quan tới máy móc nguy hiểm. Nếu công việc của các bạn thuộc lĩnh vực nguy hiểm thì cần đề phòng tai nạn lao động, nên sử dụng bảo hộ lao động và cẩn thận khi tham gia giao thông. Thứ năm, hạn chế đến những nơi rừng thiêng nước độc cũng là một cách giải hạn toán tận, hạn chế ra khỏi nhà lúc mưa gió, mưa nắng thất thường, đề phòng bị cảm mạo hay bệnh tật. Ngoài những cách giải hạn toán tận kể trên, những người gặp hạn này nên tu nhân tích đức, trau dồi đạo đức nhân phẩm, làm nhiều việc thiện. Nếu có điều kiện nên ủng hộ quyên góp, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, siêng năng chu đáo trong việc lễ bái tổ tiên, đi đền chùa lễ thần Phật cầu bình an khỏe mạnh. Cuối cùng là thông điệp may mắn dành riêng cho tuổi Bính Thìn, nam mệnh trong năm 2024 này. Buông bỏ là cảnh giới của bậc trí giả, buông thả là sai lầm của kẻ vô minh, cùng là buông, nhưng buông bỏ không phải là buông tha, bỏ cuộc, càng không phải là buông thả. Buông bỏ là cảnh giới của bậc trí giả, là con đường để một người trưởng thành, cũng là cách đối diện với nhân sinh, buông tha bỏ cuộc, lại là tìm nơi lẩn trốn, không dám đối mặt, còn buông thả là sống không có chuẩn tắc, để mặc nước chảy bèo trôi, không có trách nhiệm với chính mình. Tâm không loạn, không bị vây khốn bởi tình, không sợ tương lai, không nhớ nhung quá khứ, không tranh giành, chính là lương thiện, không tranh cãi, chính là trí tuệ, nghe mà không để vào lòng, chính là thanh tịnh, nhìn mà không để vào tâm, chính là tự tại, tha thứ, chính là giải thoát. Đây là cách sống của bậc trí giả. Bậc trí giả ở cảnh giới cao, gặp mâu thuẫn sẽ đặt nhân phẩm và lương tri của bản thân lên trên hết, cho nên không chấp nhất, có thể buông sự tình đó xuống. Kẻ vô minh bởi vì coi trọng danh lợi, gặp khó khăn không thể buông tâm xuống, cho nên cuối cùng đành phải buông thả chính mình. Trong lòng không thiếu thuyết thì mới được gọi là phú, được người khác cần đến thì mới gọi là quý. Người hiểu được khi cần buông bỏ thì buông bỏ mới thực sự là người hạnh phúc và giàu có. Con người sở dĩ sống không vui, không hạnh phúc thường là vì ba tật xấu: quen phóng đại hạnh phúc của người, quen phóng đại nỗi khổ của mình và quen mang nỗi khổ hay khuyết điểm của bản thân ra so sánh với ưu điểm hay hạnh phúc của người khác. Điều đáng sợ nhất trên thế gian chính là trong tranh giành, theo đuổi danh lợi, tình mà đánh mất đi lý trí của bản thân. Bởi vì khi đánh mất đi lý trí thì hết thảy mọi việc làm ra sẽ có hậu quả khôn lường. Cho nên, xem nhẹ, buông bỏ, không bị cám dỗ bởi vòng xoáy thế gian chính là cảnh giới cao của bậc trí giả. Cũng là buông, nhưng buông thả lại là sai lầm lớn nhất của sinh mệnh. Phật gia giảng rằng, con người phải biết kính sợ, không thể phóng túng. Người phóng túng dục niệm thì hậu quả thường sẽ rất bi ai. Một số người trẻ tuổi, hễ gặp một chút suy sụp, liền phóng túng bản thân. Kỳ thực, trời không tuyệt đường người, một người bị té ngã thì có thể gượng đứng dậy. Nhưng nếu nằm luôn đó không dậy thì tự nhiên sẽ gây ra hậu quả, khiến bản thân bất lương, khiến con người cả đời hối hận. Rất nhiều bi kịch trong cuộc đời đều bắt nguồn từ sự buông thả lời nói sẽ mất đi bạn bè, buông thả việc trau dồi sẽ làm cho đường đời nhỏ hẹp, buông thả sắc dục sẽ dẫn đến gia đình tan vỡ, buông thả lòng tham sẽ khiến cho bản thân bị tù đày, buông thả lương tri sẽ mất đi chính nghĩa. Phóng túng quá độ khiến con người ta mất đi quy phạm ước túc, lý trí trở nên yếu kém, không còn kiêng nể điều gì, đánh mất nguyên tắc làm người. Cho nên, buông thả phóng túng không chỉ tự hủy đi bản thân mình mà còn gây tổn hại đến cho những người yêu thương mình nhất. Đời người đáng sợ nhất không phải là cực khổ, mà đáng sợ nhất là ở trong cực khổ mà buông thả bản thân, con sâu nhẫn nại ở trong kén. Cuối cùng mới có thể thành bướm, lưu lại vẻ đẹp cho cuộc đời, hạt cát bởi vì chịu cảnh âm u ở trong thân con trai, cuối cùng mới trở thành ngọc quý. Đời người bởi vì có cực khổ mà thấy được huy hoàng, không trải qua ngày mưa, sao thấy được cầu vồng bảy sắc. Đời người khó tránh khỏi những tháng ngày u tối, dũng cảm đối mặt với hiện thực, sẽ có ngày nhìn thấy ánh mặt trời. Ở vào hoàn cảnh gian nan, chỉ có thản nhiên đối mặt và buông bỏ tư tâm mới có thể bước ra vững chãi,
Nếu e sợ cực khổ, sợ hãi khó khăn, bạn sẽ ở trong hoàn cảnh đó mà buông thả bản thân mình. Cổ nhân giảng rằng, đừng thấy việc ác nhỏ mà làm, đừng thấy việc thiện nhỏ mà không làm, việc ác làm nhiều lần sẽ trở thành thói quen và lâu dần sẽ hình thành tính cách. Ngày hôm nay đã qua đi, chưa hẳn là sẽ còn có ngày mai, bởi vì mọi chuyện đều không thể nói trước được, có một số việc ngày hôm nay không thể làm, sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội. Cho nên, gặp việc thiện dù nhỏ cũng hãy làm ngay, nếu ngày hôm nay không gieo hạt giống hối hận, thì ngày mai chúng ta sẽ không phải nhận quả hối hận. Buông thả phóng túng cũng không thể làm cho chúng ta bớt thống khổ, mà còn làm cho chúng ta nên trống rỗng hư hỏng. Con người chỉ có tu dưỡng bản thân, buông bỏ chấp nhất, bình tĩnh đối mặt với mọi hoàn cảnh trong cuộc đời thì mới có thể làm chủ bản thân, làm chủ cuộc đời, trở thành một người đáng trân quý. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về ba cơ hội vàng giúp tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, nam mạng, đổi đời giàu có hơn người trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ gặp được nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.